các bạn đã đến với chương trình tư vấn pháp luật kinh tế lĩnh vực đầu tư nước ngoài được thực hiện bởi hãng luật Hà Nội Law Firm. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề lợi ích và hạn chế của việc thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn. Thưa quý doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp Việt Nam, thủ tục thành lập doanh nghiệp tương đối đơn giản và thời hạn xử lý cũng tương đối nhanh. Tuy nhiên, đối với việc thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn thì thủ tục cũng rất phức tạp. Vậy để quý doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về vấn đề nhằm tối giản hóa thủ tục, tăng tính khả thi của dự án, hôm nay hãng luật Hà Nội Law Firm xin trao đổi với quý vị về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn hai luật sư đã đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. Thưa luật sư Trần Linh, vậy thì khi thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn thì công ty có những lợi ích gì ạ? Về việc khi thành lập doanh nghiệp của người nước ngoài có vốn ấy, thì công ty sẽ có những lợi ích cơ bản sau. Đầu tiên đó chính là về nâng cao tiềm lực tài chính của công ty. Khi có người nước ngoài có vốn của công ty thì khả năng huy động vốn sẽ cao lên. Thứ hai đó là với doanh nghiệp có chủ đầu tư hay tổ chức của người nước ngoài thì có thể dễ dàng tiếp cận với các phương pháp công nghệ kinh doanh tiên tiến và hiện đại. Cái thứ ba đó là tiếp nhận được kinh nghiệm và trình độ quản lý của các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước đang đầu tư vào Việt Nam, ví dụ như Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Cái cuối cùng đó là dễ dàng phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn công ty. Tại vì với văn hóa và tính cách con người của các đất nước đang phát triển thì họ sẽ rõ ràng về vấn đề này. Và đó là những ưu điểm cơ bản khi thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Và đây cũng là những cái lợi ích mà doanh nghiệp sẽ cần tìm hiểu khi mà muốn thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Dạ vâng. Vậy thì Việt Nam là một nước nông nghiệp ạ. Thì thị trường Việt Nam hiện tại đang rất phát triển. Vậy luật sư có thể cho biết là lĩnh vực nào được khuyến khích đầu tư trong cái lĩnh vực nước ngoài này đúng không ạ? Về vấn đề này thì luật có quy định về các ngành nghề được ưu đãi đầu tư cụ thể như sau. Về các ngành nghề đặc biệt được ưu đãi đầu tư thì gồm các ngành nghề. Thứ nhất đó là các ngành nghề về công nghệ cao, công nghệ thông tin, về công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là về lĩnh vực nông nghiệp. Thứ ba đó là bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng và cuối cùng đó là văn hóa, thể thao và y tế. Về các ngành nghề được ưu đãi đầu tư thì gồm có các ngành nghề sau, đó là khoa học công nghệ, điện tử, cơ khí, sản xuất vật liệu và công nghệ thông tin. Và một cái nữa cũng giống như trên đó là nông nghiệp. Cái thứ ba đó chính là bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng. Ngoài về những ưu đãi đầu tư của các ngành nghề này thì khi doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam và các ngành này ở các địa phương có địa lý khó khăn sẽ được ưu đãi thêm tùy thuộc vào quy định của từng địa phương. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư Trần Linh ạ. Vừa rồi chúng ta đang nghe những lợi ích thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn do luật sư Linh chia sẻ. Vậy thưa luật sư Nguyễn Nhung, luật sư có thể chia sẻ về những hạn chế khi thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn được không ạ? Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Về câu hỏi này thì mình xin trả lời như sau. Những hạn chế mà nhà đầu tư gặp phải khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài thì vấn đề đầu tiên gặp phải đó chính là thủ tục thành lập doanh nghiệp. Khi mà thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài thì nó sẽ gặp phải những thủ tục và quy trình rất phức tạp. Quy trình sẽ chia làm hai trường hợp đăng ký đầu tư và trường hợp thẩm tra dự án đầu tư. Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài phải thỏa mãn những điều kiện trong cam kết VKTO và những văn bản pháp luật của Việt Nam. Thứ hai, về cơ quan cấp phép và thủ tục cấp phép, khi mà đó là hai điều mà nhà đầu tư cần lưu ý trong quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn. Vấn đề thứ hai, nhà đầu tư sẽ gặp hạn chế đó chính là về việc xác định chủ đầu tư. Thì hiện nay vẫn chưa có sự minh bạch trong việc xác định thế nào là nhà đầu tư nước ngoài và thế nào là nhà đầu tư trong nước. Tiếp theo thì vấn đề xác định ngành nghề kinh doanh cũng là một trong những hạn chế khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Thì có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh ở nước ngoài nhưng chưa có tại Việt Nam. Vấn đề thứ tư mà nhà đầu tư có thể gặp phải đó chính là vấn đề giải trình đáp ứng các điều kiện đầu tư. Trong luật đầu tư thì quy định chỉ thẩm định cấp bộ, xong thực tế thì tại một số địa phương dù bộ đã chấp thuận nhưng mà vẫn cần thêm ý kiến của sở
Tuy nhiên khi về đến sở thì sở lại cần thêm nhiều vấn đề cần giải trình nữa, như thế nhà đầu tư cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề cuối cùng mà các nhà đầu tư có phải gặp phải đó chính là địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Thì hiện nay DPI đòi hỏi quá nhiều giấy tờ mà gần như nhà đầu tư có thể đáp ứng được, nên vấn đề này gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, vậy thì với những hạn chế như là thủ tục trình tự hay là vốn đầu tư như vậy ạ, thì luật sư có thể chia sẻ về những cách khắc phục để giúp doanh nghiệp có thể tối ưu hóa, tối giản hóa các khó khăn đấy được không ạ? Vâng, để hạn chế những khó khăn mà nhà đầu tư gặp phải khi thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn thì tôi đưa ra một số giải pháp như sau. Thứ nhất, để khắc phục hạn chế đến từ việc đáp ứng điều kiện đầu tư thì nhà đầu tư cần phải lên kế hoạch đề xuất dự án đầu tư thật đầy đủ, chi tiết và hiệu quả. Các yêu cầu phải có khi thực hiện dự án, ví dụ như mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, phương thức huy động vốn, địa điểm, thời hạn hay là tiến độ. Thứ hai, giải pháp có thể đưa ra đó chính là về địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Thì đối với các dự án đầu tư cần được nhà nước giao đất cho thuê đất thì cần phải làm hồ sơ để đề nghị nhà nước giao đất và cho thuê đất. Còn đối với những trường hợp mà nhà đầu tư thỏa thuận thuê địa điểm thì cần phải tìm hiểu kỹ xem địa điểm thuê này đã có các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đai hay chưa và các loại giấy tờ giấy phép khác. Thứ ba thì giải pháp khắc phục đến từ công nghệ sử dụng cho dự án đầu tư. Đối với những dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao thì nhà đầu tư cần phải giải trình được xuất xứ công nghệ đó đến từ đâu, tình trạng công nghệ và đảm bảo an toàn cho người lao động khi sử dụng công nghệ. Thì trên đây đó là một số giải pháp mà tôi mang đến cho các doanh nghiệp ạ. Vâng, rất cảm ơn chia sẻ của hai luật sư trong buổi tư vấn ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, buổi trao đổi ngày hôm nay chúng ta đã đề cập đến một số thông tin của vấn đề lợi ích và hạn chế của việc thành lập doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn, các thủ tục cần thiết để quý doanh nghiệp có thể nắm bắt được lợi bất cập hại và tính chất quan trọng của chủ đề ngày hôm nay. Hy vọng quý doanh nghiệp đã có những thông tin hữu ích. Hiện nay Hà Nội Law Firm đang triển khai chương trình hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài. Thông tin chi tiết nhà đầu tư xin liên hệ website hanoilaw.vn hoặc kênh YouTube Hà Nội Law Firm. Hà Nội Law Firm rất hân hạnh trở thành người đồng hành đáng tin cậy của nhà đầu tư trong tương lai. Trân trọng.